số vấn đề nên cuối cùng cô phải lùi lại. Và cái tính của Hương trước giờ đã nghĩ là phải làm, đã muốn là phải làm, nết nương dữ lắm. Hôm nay đã có Thập Tứ Cô Nương ra mắt cho mọi người cùng đón xem. Xin lỗi, như vậy thì với Thập Tứ Cô Nương là ý tưởng ban đầu của Mr. Toto hay là của chị Nam Thư? À vậy nè, đầu tiên Thư quay cái series giang hồ chợ mới của Mr. Toto. Thì trong đó có nhân vật của xã đoàn chị Đại là Thập Tứ. Thì sau đó khi về thì Thư mới nói với anh Tô là anh Tô ơi, em sẽ làm một cái phần riêng về Thập Tứ Cô Nương. Thì Mr. Toto mới nói là em chắc chắn nha, em nếu có làm thì anh phải quay cho em. Thì sau đó là sau đó thì đáng lẽ Thư làm liền. Nhưng thực sự lúc đó Thư chưa có điều kiện, chưa có kinh phí, cũng chưa dám báo liền đi mượn nợ. Thì sau đó là khoảng một năm sau thì Thư bắt đầu làm Thập Tứ Cô Nương. Vậy thì tức là hai cái giải như Thập Tứ Cô Nương và cái Nam Phi Hoàng Kiên có chồng kéo nhau không? Sao vậy chị? Tức là hai dự án nó có bị chồng kéo nhau không? Không. Đầu tiên là đáng lẽ là Thập Tứ Cô Nương ra trước, nhưng mà sau đó Thư lùi lại để đi ra Nam Phi Hoàng Kế. Thì sau đó mới tiếp tục nữa là Thập Tứ Cô Nương. Nó rõ ràng là không có chồng chéo gì cả mọi người. Thứ nhất là về lịch cũng không chồng chéo, mà về nhân vật của Nam Thư, của Nam Phi và Thập Tứ Cô Nương cũng hoàn toàn khác nhau. Hai mọi người thấy rồi, cái cổ trang, cái giang hồ sao đụng nhau được. Dạ. Vậy là cái chi phí là chọn cái nào chị ưu tiên trước hay dự án không? Rõ ràng là Nam Phi. Dạ. Cũng có là chuẩn bị một số tiền để làm sản phẩm cái đó nè. Rồi sau đó mới quyết định là Nam Phi, thì không ngờ là cái chi phí nó vô lên quá khủng khiếp. Vì mượn nợ như tôi đã chia sẻ rồi. Sau khi chạy show, tóc mặt, cầm tiền và trả nợ, trả hết nợ Nam Phi Hoàng Kế thì lại tiếp tục mượn nợ nữa để làm Thập Tứ Cô Nương. Tôi nói như vậy không phải là để kê khổ, mà tôi nói vậy để quý vị khán giả thấy là cái sự tâm huyết của bản thân Thư, cái sự phấn đấu của bản thân Thư, cái sự gọi là máu lửa với nghề của Thư, thì tôi nghĩ tôi mong là qua đây các anh chị báo chí cũng như quý vị khán giả sẽ nhìn nhận về những cái điều mà Thư đã thực sự cống hiến. Thư không có tài trợ, cả hai sản phẩm Thư không hề có tài trợ. Thì mọi người nghĩ đi, không có ai điên chứ Thư tới điểm này không có tài trợ mà làm tới 2-3 sản phẩm. Mọi người quyết định Thư giàu. Thư không có giàu tiền đâu, Thư giàu ý tưởng, Thư giàu nhiệt huyết, máu nữa, nên Thư thích thì chơi. Dạ, em nghĩ một phần cái lý do là các sản phẩm được thế giới ngầm nó hơi khó tài trợ, thì cái nội dung nó hơi nhạy cảm, thì không biết tại sao nghĩ nội dung nó lại rất là không nhiều khán giả. Thư nghĩ là vậy nè. Hai cái series trước, hai cái phần trước và cái series giang hồ chợ mới thực sự nó quá hot, nó đánh đúng tâm lý khán giả. Bây giờ người ta coi những cái gì mà hơi ủy mị hay hơi cái gì người ta quá chán rồi, nhưng tại sao các series giang hồ tới bây giờ vẫn hot? Và thực sự mọi người thấy các series giang hồ lúc nào cũng nói về cái sự nghĩa khí của mỗi người, là sống là phải như thế nào, sống là phải đối với anh chị em, đối với mọi người là sống phải trượng nghĩa trượng phu như thế nào. Thì tôi nghĩ là qua đó khán giả người ta coi á, khi mà khán giả cái gì cũng vậy, có cầu thì có cung, khán giả coi họ bản thân họ thấy được họ trong đó. Ví dụ họ nói sau cái series này, sau cái tập đó mình coi mình phải sống khác, sống nghĩa khí hơn, và nó gần. Và mọi người cũng biết rồi, ai trong chúng ta cũng muốn được làm anh đại chị đại cả, thì nên cái series, tất cả những cái series của về giang hồ nó thắng là vậy. Nói riêng một tí xíu về Nam Phi Hoàng Kế thì Nam Phi Hoàng Kế tại sao cũng thắng? Trong mỗi chúng ta ai cũng từng một lần mặc muốn làm mà công chúa, làm hoàng thượng đó, cũng được mặc đồ này nọ, nên tất cả những cái gì mà khán giả người ta chưa bao giờ làm được, khi người ta coi trên phim á, khi đó người ta thấy những điều đó thì người ta thích, người ta vui, nên tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao tất cả các sản phẩm mà thời gian gần đây và bây giờ thực sự là bây giờ coi những cái chương trình truyền hình đó, ví dụ như coi hoài mọi người cũng chán. Bây giờ lên YouTube coi miễn phí mà đặc sắc, màu sắc nhiều, ngày nào cũng có sản phẩm ra, muốn gì cũng có, thiếu nhi cũng có, vui cũng có, buồn cũng có, về người thứ ba cũng có, giang hồ cũng có, cổ trang cũng có. Đó là một cái bàn ăn, một bữa tiệc quá sức là hoành tráng, quá sức là nhiều món. Nhưng vì khán giả người ta có quyền chọn, mình chọn những món nào mình thích. Và đối tượng mà ngồi coi YouTube là những đối tượng rất trẻ. Nên lý do tại sao đó nên các series giang hồ thắng là vậy. Đó là suy nghĩ của Thương. Nay thì có nhiều khán giả họ gọi chị là chị 13 và trước đó thì là bên Trang là chị 13. Chị có thấy đây là một cái bóng của chị quá lớn từ cái chị 13? Thì tôi nghĩ vậy nè, Thư là một đàn em trong nghề của chị Trang. Thì trước này chị cũng thương đương đi sau chị Trang thì đương nhiên rồi. Thực sự Thư không thích gọi Thư là chị 14. Nếu mà Thư muốn nhân vật của Thư là chị 14, Thư đã đặt tên là chị 14. Tại sao Thư muốn gọi là Thập Tứ Cô Nương? Tại sao Thư gắn chữ cô nương vào? bởi vì chị cô nương nhìn thấy tôi còn trẻ, hiểu không? Lúc ra đường mọi người đừng coi Thư là gọi Thư là chị 14, hay gọi Thư là thập tứ cô nương, nghe cô nương nghe nó trẻ trung, nghe nó xì tin, mọi người hiểu không? Chứ thực sự là cũng đúng, tại vì thập tứ cũng là 14 thì mọi người gọi ngắn gọn bên kia là tại vì chị Trang là ra chị 13 rõ ràng, dạng như là hát của chị Trang, còn hát Thư tôi không muốn gọi là chị 14 bởi vì Thư không, chị 14 nghe chữ 14 nó hơi ấy, nhưng thập tứ thì nó hay hơn, chữ cô nương gắn vô nghe nó trẻ hơn với mọi người. Nên Thư mong là quý vị khán giả đúng là chị 14 năm thôi gọi là thập tứ đi, thập tứ cô nương đi, nghe nó xì tin dễ thương đáng yêu hơn. Hai phần phim trước của anh Vũ Hoàng Kiên thì Trang quá thành công, vậy thì chị có bị áp lực lo ngại về cái bộ phim của mình? Tôi nghĩ là nếu mà Thư áp lực thì Thư đã không làm rồi. Tôi nghĩ là một cái series đều là một cái màu riêng, và cái series thập tứ cô nương của Thư đậm chất ngôn tình, hết sức là ngôn tình, sẽ không phải là giống như anh Tuyên là giang hồ nghĩa khí, rồi chị Trang là sống là phải biết trên biết dưới, phải có trước có sau. Nam Thư trong thập tứ cô nương kể về một câu chuyện hết sức là ngôn tình, như mọi người thấy đầy rẫy cảnh nóng. Tập 1 vô là đã cảnh nóng sẽ trải dài từ tập 1 tới tập 3 của ba tập phim, thì nó sẽ là một cái màu hoàn toàn khác. Thư cũng sẽ đãi khán giả ăn một cái món giang hồ, nhưng mà Thư sẽ thêm khác nhiều thứ hơn nữa, mà một cái style đậm chất Nam Thư hơn là lúc nào cũng sexy. Cuối cùng là nếu bây giờ có chi phí lại thì sẽ đầu tư ưu tiên cái nào, tiếp tục với cô nương còn ai hay là Nam Thư Hoàng Kiên còn ai? À không, mọi người, Thư là ý tưởng ra hàng ngày, Thư thay ngén rất nhiều ý tưởng, biết đâu được sau cái này Thư sẽ làm về người thứ ba, hoặc là Thư sẽ làm một bộ phim đậm chất Châu Tinh Trị, hoặc sau nữa Thư sẽ làm Nam Phi liên hoàn kết phần 2, chưa biết. Thực sự là đối với Thư chỉ cần có tiền, có tài trợ, còn ý tưởng dạt. Và qua đây nữa mọi người, Thư đã ra công ty của Thư là Nam Thư Entertainment, thì Thư sẽ nhận sản xuất, Thư sẽ nhận đầu tư, kêu gọi cho tất cả. Thực sự đầu tiên điều Thư muốn làm là cho những bạn diễn viên rất trẻ mà họ chưa có điều kiện, Thư sẽ lôi về, Thư sẽ cố gắng làm kịch bản, đi xin tài trợ để bút những cái tên nó lên. Bởi vì sao? Chúng ta còn nhiều bạn duyên dáng lắm, ví dụ như là Quang Trung, Minh Dự, rất là nhiều bạn. Và qua đây là Thư cũng sẽ ở một cái vai trò mới, công ty Thư ra sản xuất phim và Thư sẽ đi theo thần tượng của Thư là chị Ba của Thanh Nhân. Ai biết được 2 năm nữa mọi người sẽ gặp Thư ở cái thị trường điện ảnh. Đúng rồi, chị. Để Thư được nha.